Rồi, bây giờ tới Cali nè. Bây giờ quý vị nghiệm lại coi, nhiều khi cái cây lan của mình hay là cây, tôi nói những cái các cây trồng khác, cây mai, cây sứ, cây gì cũng vậy, cây xoài, cây ổi, cây quýt gì nè, mà mình tưới nước mà mình thấy cái cây mình nó kể như là lá nó nhăn rồi, nó không có nước, rễ ngon nè, cái gì cũng ngon hết trơn, mà tại sao cây nó cứ nhăn ta? Quý vị gì coi, là coi nhất là cái cây đơn thân của vị dễ thấy đó, cây mocara, cây manda treo rồi nọ, cây cáp tưới nước rễ ra trắng phao rồi nọ, xong rồi tưới nước mà cái cây nó cứ nhăn, nó không xanh, nó cứ vàng vàng, nó chứng tỏ là nó mất nước, lá nó nhăn, tại sao vậy? Bây giờ quý vị đừng hỏi nữa, bây giờ tự quý vị hỏi lại, từ lúc mình trồng lan tới giờ có khi nào mình tưới cây cho nó? Tôi không nói tưới phối hợp 6-30-30, 15-30-15 rồi, kali nó nhỏ lắm. Tưới kali là kali 13-046 KNO3 đó. 13 không có lan, 46 kali nè. Có không? Nhất là mùa nắng. Tại sao người ta gọi cái phân này là cái phân chống hạn? Mùa nắng thường thường ta đi đạm với cái trước khi vô mùa nắng là người ta quất kali trước cái đã. Để thưa các anh chị, tại vì cái nhiệm vụ thứ nhất của nó quan trọng nhất là vận chuyển nước. Quý vị tưới nước vô rễ mà không có nó ở trong thân, nước nằm ở rễ chơi, không đưa lên cái ngọn. Còn nếu có kali nằm sẵn ở trong đó, quý vị tưới nước cái trong vòng 30 giây lên tới ngọn rồi. Thành thử người ta gọi là phân chống hạn là vậy đấy. Như vậy nhiệm vụ thứ nhất là vận chuyển nước kali